bất kể là ai. Chỉ cần gây bất lợi cho đại chung, ta ắt khiến cho hắn chết không toàn thây. Quốc công phu nhân, tốt nhất đừng vào trong. Không phải ta làm, không phải ta làm, không phải ta làm, không phải ta làm, không phải ta làm. Phu quân, chàng không sao chứ? Không phải ta làm, không phải ta làm, không phải ta, không phải ta. Bà nói tiếp đi. Lúc ta vào thì thấy hung khí ở trong tay quốc công gia. To gan, coi cho trăm lá gan ta cũng không dám. Cầm sư và ca kỹ đều thấy cả, họ ở ngoài cửa kìa. La tiên sinh, Thiền thanh nhi, hai người nói gì đi chứ? Vũ văn đại nhân tinh thông âm luật, tỏ đêm nay tại hạ đang khúc không hầu này bị sai âm điệu, trong cơn nóng giận đã đuổi bọn ta ra. Phu nhân, quốc công gia ác sẽ được giải quan, nhưng trước lúc đó phải đưa về cho thánh thượng phán xét. Mà thất xin cáo từ. Đợi đã, tại sao lại che giấu vụ án Tung Cửu Nguyên? Không hề che giấu, lòng giam có người, trong đó nhốt ai không biết. Ngươi phụng lệnh ai tra án? Không thể nói. Hỏi ba câu không trả lời câu nào, thiếu hợp tác thế. Không, hắn nói hết rồi. Phu nhân, sau này nếu ta có cần gì, xin được mượn lính trong phủ của phu nhân. Được, cô cứ mạnh dạn điều tra vụ án này. Đa tạ phu nhân. Hoàng bồng chiêu, cáo từ. Đi. Giống thật. Phủ phủ vệ. Đi, được. Lệ Hoa, Vũ Văn Hộ, xin chào. Cho ta hỏi thăm, đây là ở trong. Được.
Các người bản lĩnh thật. Có thể đưa người từ phủ phủ vệ ra. Tiền bối, cha ta bị kẻ gian hãm hại, xin người. Cô đừng vào. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Đây. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Chẳng lẽ đây là thuật khởi thi thất truyền đã từ lâu trong truyền thuyết, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh. Hay thử với hắn xem. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Lợi hại quá đi. A Li tiền bối, vạn bối Tiêu Cát thật lòng xin học, mong tiền bối thu nhận. Đây là lá đinh hương ta điều chế, có công hiệu định thần dữ khí trừ tà ma. Đi thôi, ra ngoài đã.